nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát chẳng thấy pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly cũng chẳng thấy tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát chẳng thấy trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly cũng chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc ngã, hoặc vô ngã, hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly. Nếu khi nào Đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì khi ấy Đại Bồ Tát chẳng thấy tất cả pháp môn đà la ni, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thấy tất cả pháp môn tam ma địa, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát chẳng thấy quả dự lưu hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly cũng chẳng thấy quả nhất lai bất hoàn a la hán hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát chẳng thấy quả vị độc giác, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát chẳng thấy tất cả hạnh đại bồ tát hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa thì khi ấy đại bồ tát chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly.